hội nghị riêng hồng để bàn về để chốt các vấn đề về quy lớp FD Shop được tổ chức vào tháng nào? Dạ tháng 7 2015 ạ. À. Chúc mừng em đây là. Thôi có tiền. Đây là câu hỏi mà chị Quyên cũng không biết tại giờ đang hỏi em. Mời em. Rồi mời bạn có công việc. Dạ em xin được giới thiệu em là Đen. Lần đầu tiên chị đi test thử để ra kịch bản quy lớp như thế nào gọi là kịch bản quy lớp, thì là chị đi thử một vài shop, thì bạn đang là người tiếp chị lúc đấy là ở shop Phú Lợi Bình Dương, à Tam Hiệp sorry, à, lúc đó là shop Tam Hiệp ở Đồng Nai đấy, thì bạn đang phục vụ chị quá nhiệt tình và quá hay, và chị rút ra được nhiều cái bài học kinh nghiệm từ bạn đang này, sau đó chị về chị làm thành cái kịch bản quy lớp. Hôm đó chị Điệp khi đi về, chị Điệp có email lại cho tất cả các rỡ đen, chị Điệp bảo là hôm đấy chị sướng toàn thân. Nguyên văn của chị Điệp đấy. Chúc mừng em. Cái công của bạn ngoài trả lời đúng câu hỏi, bạn còn làm cho chị Điệp sướng. Thế thì cái sướng đó phải có cái gì chứ? Đúng không? Tự nhiên sướng không? MC ơi, kinh nghiệm của anh trong tập đoàn á là 100 đô. Đó. Để mình sân khấu cho chị Điệp. Nói thiệt với em á là trong đời của chị á, ngoài chồng chị ra thì đây là người thứ hai chị ôm. Vâng, có thể dịch lại lời của chị Điệp thế này. Trong cuộc đời của chị Điệp chỉ có hai người đàn ông làm cho chị Điệp sướng.